Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và tôi là một người mà không giỏi về chiếc ống kính. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái cách để chọn một con xe tải ben 5 tấn mà chất lượng. Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói là các bạn là nếu để mà chọn con xe tải chất lượng thì đầu tiên chúng ta phải nói đến phần, đó là phần cabin, cabin và nội thất. Phần thứ hai là phần máy. Phần thứ ba đó là phần gầm. Phần thứ tư là phần thùng và sắt xi. Phần thứ năm đó là phần cầu và phần lốp. Phần sáu, phần năm cái phần này thì các bạn đều biết là tất cả những phần này đều quan trọng. Một con xe chất lượng tốt nhất thì cái cabin nó là cái điều mà nó hoàn toàn chất hay không chất ở cái cabin. Và cái cabin là thường là cái nơi mà nó hay bị, tôi cũng nói là một số cái tới trước mà nó thường nó hay bị đụng nó va chạm. Cho nên cái cabin mà sơn zin ấy, đối với con xe tải nó là cực kỳ quan trọng. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là cái cabin nó sơn zin, cái cabin nó còn rất là đẹp. Từ những cái phần cánh cửa nội thất, thường thì những cái cabin mà xe nó sơn zin thì nội thất bên trong nó thường nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều những cái con xe mà nó sơn lại và nó, và những con xe cabin mà nó còn sơn zin, nó còn chất lượng thì là những người đó, những người giữ xe, và xe đó là những xe đi ít. Phần thứ hai đó là phần, và những cái xe thường những xe đi ít thì phần máy và phần gầm nó đều, phần sắt xi, cầu số nó cũng đều là những con xe nó tốt cả. Thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn là một con xe nó tương đối, tất nhiên là nó sẽ không được xe mới, không phải những xe cũ. Đối với những con xe như thế này là những con xe nó còn chất lượng, còn khoảng 7-80%. Cái nội thất của những con xe này, nội thất nguyên bản nó còn rất là đẹp, thì những phần trần nó còn nguyên là trần mỉ đó. Thì là những con xe đó là những con xe, cái cabin các bạn nhìn thấy cái cánh cửa, các bạn nhìn cái cánh cửa này sơn của nó còn rất là zin và nó rất là mỏng và nó không hoàn toàn bị bả mát tít cái thứ gì nhiều. Thì đó là cái phần mà phần cabin. Phần máy thì sao ạ? Các bạn biết là đối với phần máy của những con xe này thì các bạn nhìn này, những con xe mà nó còn chất lượng thì phần da máy nó không bị trượt chặt vì sơn nhiều, và cái phần da máy mà nó nhìn nó còn rất là khôn mắt. Và được cái là nếu như tôi nổ nó lên thì nó cũng là cái máy nó rất là hoàn toàn là chất lượng. Những con xe như thế này bản chất không cần phải nổ máy, tôi cũng biết là xe nó cái máy nó còn rất là tốt. Phần thứ hai các bạn nhìn phần thùng sắt xi, phần thùng nó còn sơn zin, nhưng các bạn nhìn nó hoàn toàn nó không, cái màu sơn nó còn đẹp, còn đẹp phải là cái sắt xi của nó, những xe này nó hoàn toàn nó không bị nứt gãy gì nhiều. Các bạn nhìn sắt xi này còn đẹp như sơn. Đối với cái dòng xe 4 tấn 75 này thì nó có hai dòng, tức là dòng đầu 2000, từ đầu 2008 trở về trước thì nó là dầm nghiêng, nó là dầm úp và bình dầu bé. Nhưng mà đối với con xe như thế này là con xe đời 2008, nhưng mà nó lại cuối năm 2008, cho nên nó là bình dầu to, bu nhựa và dầm nghiêng. Thì những con xe này là những con xe mà nó còn rất là tốt. Và để mình tìm được một con xe như thế này thì bây giờ nó rất là hiếm và nó cũng rất là đắt, chứ nó không rẻ như những con xe bình thường. Và cái phần nó, các bạn biết là phần sắt xi, phần thùng nó rất là tốt rồi. Thì bên cạnh nữa đó là cái phần lốp, cái xe này đối với một con xe như thế này thì 6 quả lốp nó sẽ chiếm mất gần như là một phần của con xe, cho nên lốp nó cực kỳ là quan trọng. Nên các bạn, nếu các bạn mà khi các bạn lựa chọn thì các bạn chọn cái phần mà nó có thể trượt chặt sơn thì cũng không quan trọng lắm, nhiều người cũng quan trọng hình thức, nhưng mà cái phần lốp là cái phần nó ăn mất một phần của con xe. Và đó là phần cầu số, các bạn nhìn này, đây nó là cầu to, đây là cầu xe 4.75, nó là xe cầu to và nó là 12 ốp lát, 2, 4, 6. Các bạn nhìn nó là cầu to và 12 ốp lát. Thì những con xe như thế này thì thường các bạn nhìn này, thì những cái hệ thống lắp nó khô ráo sạch sẽ, thì đây là những con xe chủ người ta giữ và nó lắp nó còn tốt. Đó là cái phần tôi muốn nói thêm các bạn một điều nữa, đó là cái phần khám đăng kiểm nó cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì một con xe như thế này là cái phí đường bộ rất là đắt. Nếu một con xe tải nhỏ, cái phí đường bộ của những con xe tải mà có khoảng 1 tấn 25 thôi thì cái phí đường bộ nó chỉ có khoảng 170-200 nghìn, nhưng mà riêng đối với cái dòng xe 4 tấn 75 hoặc 5 tấn này thì phí của nó lên đến hơn 300 nghìn, 390 nghìn.
trong vòng một năm thì các bạn biết là cái phần đăng kiểm là phí đường bộ, nếu như các bạn chọn được con xe mà người ta đăng kiểm rồi thì nó cũng giảm cho các bạn khá nhiều những cái chi phí mà về các bạn phải bỏ ra. Có cái đó là những cái phần tôi muốn chia sẻ với các bạn, và có điều gì các bạn muốn hỏi thì các bạn cứ comment bên dưới, tôi có để số điện thoại ở đó, và các bạn có muốn tôi tư vấn cái điều gì đó mà để cho các bạn thì tôi sẵn sàng chia sẻ cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau.